Xin chào các bạn. Hôm nay bếp nhà Tôm sẽ giới thiệu đến các bạn món bún chay và rất vui được chị Hà sẽ hướng dẫn chúng ta món bún chay ngày hôm nay. Em chào chị Hà. Chào em. Chị ơi, hôm nay chị hướng dẫn em và các bạn làm món bún chay phải không ạ? Đúng rồi. Chị ơi, cái này em thấy toàn rau củ quả thôi, bây giờ chị có thể nói qua về nguyên vật liệu và cách làm giúp em được không ạ? Trước tiên thì chị cũng giới thiệu cái món bún chay này là sẽ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy, khi mà chúng ta dùng vào những ngày rằm mùng 1 hoặc là bình thường, chúng ta cần để thanh lọc cơ thể và ăn cho nó nhẹ nhàng, chúng ta vẫn có thể dùng nó được. Dạ. Thì hôm nay cái món bún chay này thì nó gồm có những nguyên vật liệu như sau. Thứ nhất là măng, thứ hai là dứa, rồi tiếp theo cà chua. Không thiếu được là tất cả những loại nấm. Ở đây chúng ta chỉ có 3 loại nấm, nhưng có thể là chúng ta sẽ dùng được rất chi là nhiều loại trong cái món bún chay này. Đấy, và thêm nữa là thịt dầu. Chứ chị bình thường là có thể là dùng nước mắm, nhưng mà giờ chúng ta ăn chay chúng ta sẽ ăn thịt dầu đúng không ạ? Đúng rồi, mình cho thịt dầu thì cái món bún này sẽ nổi lên cái vị nó rất đặc biệt và ngon. Tiếp theo đó nữa là đường và dầu ăn. Bún chúng ta sẽ ăn kèm và sẽ thêm. Nếu mà cay thì chúng ta sẽ ăn ớt đúng không ạ? Nếu mà không ăn cay thì bỏ ớt đi. Đúng rồi, đấy là tùy theo khẩu vị. Chị ơi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế đồ. Và trước tiên là ta thái măng. Dạ. Ta thái măng và ta đem đi luộc. Và bây giờ chúng ta sẽ thái măng đúng không ạ? Đúng rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế măng. Cái măng này các bạn thái mỏng vừa. Ta có thể dùng măng này, ta có thể dùng cái măng nứa, măng dùng để xé được. Ta thái rất mỏng. Ta thái mỏng để tí nữa ta nấu thì nó sẽ thấm gia vị nhanh. Măng này bắt buộc phải luộc chị nhỉ? Đúng rồi, mình luộc để cho nó hết cái vị chua của măng đi. Và cũng là một phần để cho nó chín măng hơn đúng không chị? Đúng rồi. Bạn lưu ý nhé, nếu ta không dùng măng này, ta dùng cái măng để xé thì cũng rất là ngon. Măng này thì chúng ta phải thái. Sau khi thái măng xong thì chúng ta sẽ mang đi luộc. Chị Hà là chuyên gia trong món chay. Hôm nay bếp nhà Tôm rất vui sẽ đã được mời chị về đây để chia sẻ công thức với chúng ta. Trước khi luộc măng mình cho ít đường nhé mọi người. Cho đường để cho ngọt hơn hả chị? Cho đường để cho cái măng nó đỡ bị chua. Chua và đỡ và đắng. Đó là một trong những cái bí quyết mà chúng ta nên sử dụng, ứng dụng trong việc nấu ăn. Đó là kinh nghiệm rút ra từ chị. Đây, măng đã sôi được một lát rồi, chúng ta cùng mang măng ra để luộc nhé, để dùng để chuẩn bị nấu thôi. Đây, khi măng chúng ta rửa và đã vắt khô, chúng ta mang vào và chúng ta bắt đầu ướp tất cả các gia vị với nhau cho nó thấm nhé. Đây, càng thấm thì canh của chúng ta sẽ rất là ngon. Và ta bắt đầu thái đến nấm. Cái này có chín cùng một lúc không ạ? Tất cả khi thấm vào chín cùng một lúc em. À, vì vừa mang mình cũng đã luộc rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Còn những cái này rất là nhanh chín. Sau khoảng thời gian em đợi chị thái và nấu thì em đi trần bún chị nhé. Ok em. Mình đun nước sôi lên và mình sẽ trần bún. Chúng ta thái vừa để cho tí nữa tất cả các gia vị nó thấm vào nhau các bạn nhé. Ta cho nấm hương. Yeah.
nhiều rau củ như thế này thì em nghĩ rằng là cũng ngọt như là mình ninh xương đúng không ạ? Rất ngọt rồi này, ngọt tự nhiên. Đây, bây giờ ta cho thêm gia vị này. Trước tiên là ta cho thêm dầu ăn. Mình sẽ làm tất cả các đồ của chúng ta là thấm. Một chút gia vị chay mọi người nhá. Vì đây là đồ chay mà. Chúng ta có thể là dùng muối tinh cũng được chị nhỉ? Cũng được. Nhưng mà cho gia vị chay nó, gia vị chay rong biển sẽ rất là ngon. Một chút xíu đường. Và không thể thiếu là xì dầu các bạn nhé. Ta ướp một nửa thôi, còn một nửa tí nữa nồi canh xong ta sẽ ta trộn đều cho thấm gia vị. Chúng ta ướp khoảng tầm 30 phút khoảng 10 phút thôi là chúng ta nấu được nồi canh ngon. Sau bước này thì là hình như là mình có còn chuẩn bị là một nồi nước sôi đúng không chị? Đúng rồi, em chuẩn bị một nồi nước sôi và cái này thấm xong em cho lên bếp em để liu riu. Em đun thì nó sẽ thấm từ từ và rất là ngon. Em đã chần bún rồi này, bây giờ chúng ta đợi ướp xong chúng ta nấu lên là dọn mâm được rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Các bạn nhìn xem hấp dẫn chưa? Nó không kém gì thịt cá nhá. Vâng, rất ngon. Ăn nấm giống như ăn ăn thịt gà đúng không? Cũng đầy đủ chất luôn. Đây, nồi canh của chúng ta đã ướp được 10 phút và chúng ta bắt đầu cho lên. Cho lên chúng ta xào một chút ạ. Xíu đã. Cứ cho lên bếp hòm vài phút khi mà tất cả các đồ thấm gia vị ta cho nước vào. Các bạn nhìn đây, khi mình xào những cái gia vị của mình nó ngấm quyện vào nhau. Măng và nấm đều rất chi là mềm. Chúng ta xào thấm rồi, chúng ta chỉ cần đổ nước vào sôi lên là chúng ta đã có một nồi canh rất ngon. Thơm lắm các bạn ạ. Có cần đậy vung không chị nhỉ? Không cần đâu em, tại vì nước mình đun sôi rồi. Một chút xíu là sôi luôn. Để cho mọi người tiện nhìn này và theo dõi. Và đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn chị Hà đã cho chúng ta một món bún chay thanh đạm cho ngày rằm mùng 1. Và chúng ta có thể ăn kèm cơm với cả muối lạc vừng. Và ai thích ăn bún thì ăn bún. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bếp Nhà Tôm. Nếu các bạn thấy món ăn này ngon thì hãy like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh của Bếp Nhà Tôm để xem những video lần sau nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.